Xin chào các bạn, sau một thời gian tôi đã tìm được gói đồ ăn cứu trợ của Mỹ. Đây là khẩu phần ăn nhân đạo hàng ngày và được phát trong những điều kiện khẩn cấp. Trông nó giống như đồ ăn cho quân đội nhưng được làm với màu đỏ cá hồi rất đặc trưng. Gói này cung cấp cho người ăn khoảng 2.200 calo và được sử dụng trong một ngày. Khi mở gói ra, bạn sẽ thấy có khá nhiều túi bên trong. Ở đây chúng ta có bánh quy bơ giòn, bánh rucker vị gao, mứt dâu, bơ đậu phộng, muỗng và các gói nhỏ, cơm trộn gao, bánh phích ba, bánh ngọt đường nâu và đậu hầm sốt cà chua. Hai món ăn chính là cơm trộn gao và đậu hầm sốt cà chua này sẽ được ăn trực tiếp và không cần hâm nóng nên hoàn toàn không có gói tự soi kèm theo. Tôi sẽ xem gói chứa muỗng này. Ngoài chiếc muỗng ra, chúng ta còn có khăn giấy khô, khăn giấy ướt, đường cát, tiêu đen, ớt đỏ sấy khô, muối và diêm quẹt. Như vậy, trong khẩu phần ăn cứu trợ sẽ không có các gói đồ uống như trà, cà phê hay các loại bột nước trái cây. Có lẽ nước uống đã được phát riêng giống như các chai nước suối. Tổng cộng một ngày ăn, chúng ta có 6 gói trắng và 2 hộp giấy chứa món ăn chính. Bạn có để ý rằng chúng đều được đóng gói trong bao bì bóng, phía sau có in một số logo rất nổi bật. Do có 2 món ăn chính nên tôi sẽ chia khẩu phần này ra thành 2 bữa ăn trong ngày, một cho buổi sáng và một cho buổi chiều. Buổi sáng tôi sẽ chọn cơm trộn rau, bánh ngọt đường nâu, bánh quy bơ giòn và mứt dâu. Buổi chiều chúng ta sẽ ăn đậu hầm với sốt cà chua, bánh phích ba, rucker vị gao và bơ đậu phộng. Ta sẽ cho riêng phần buổi chiều này vào gói để ăn sau. Với phần ăn buổi sáng, tôi sẽ tách vỏ bánh quy bơ này trước. Bên trong nó chứa 2 cái bánh hình gần tròn, màu vàng nhạt và khá dày. Ta sẽ dùng mứt dâu để ăn chung với bánh. Mứt dâu này có màu nâu đen, kết cấu giống như thạch. Có lẽ nó được làm rất đậm đặc. Tiếp theo là bánh ngọt đường nâu. Nhìn bên ngoài trông giống như bánh rucker, nhưng khá mềm với lớp nhân đường bên trong có màu nâu như bạn thấy. Với món chính, chúng ta không cần hâm nóng. Bạn có thể mở gói ra và ăn ngay trực tiếp. Món này là cơm trộn gao được làm theo kiểu hấp và không hề giống với cơm chiên Dương Châu. Đây là 4 món mà chúng ta sẽ ăn vào buổi sáng nay. Tôi sẽ lấy thêm một chai nước suối để uống trong bữa ăn. Bánh ngọt đường nâu hơi xốp nhẹ, tổng thể bánh mềm, khá ngọt, có mùi đường nâu rất rõ khi ăn. Bánh quy bơ dày nhưng không cứng lắm, có chút mùi thơm của sữa, hương vị khá giống với bánh Danisa của Đan Mạch. Tôi sẽ cho một ít mứt dâu lên để ăn kèm. Mứt dâu ngọt thơm và hơi chua nhẹ sẽ tạo cảm giác rất ngon khi ăn cùng bánh. Đối với món chính, mặc dù là cơm trộn gao nhưng được nấu khá mềm. Trong cơm có đậu hòa lan, cà rốt, bắp và một số gia vị khác. Món này tổng thể ăn hơi ngán một chút, vị của nó hơi mặn và đắng nhẹ. Khi đã ăn xong buổi sáng và làm một số việc cần thiết, chúng ta sẽ đến bữa ăn chiều với các món còn lại ở đây. Tôi sẽ mở gói bánh phích ba này ra trước. Trông nó như một chiếc bánh hình chữ nhật, có lớp vỏ bên ngoài xốp mềm, bên trong có nhân màu nâu đen. Bánh phích ba đặc trưng bởi nhân được làm từ bột cây trái sung ngọt ở Mỹ. Trong gói gắp cơ vị gao, chúng ta có được 2 cái bánh hình vuông màu vàng. Bánh rucker hôm nay sẽ được ăn kèm với bơ đậu phộng. Bạn thấy bơ đậu phộng có màu vàng nhạt, mềm và rất mịn. Cuối cùng là món chính, chúng ta có đậu hầm với sốt cà chua, hành tây cùng một số nguyên liệu khác. Trên nhãn ghi là sử dụng đậu mắc đen cho món này. Thực ra đậu mắc đen chính là đậu trắng mà chúng ta thường ăn trong các món chè. Đây là các món mà chúng ta sẽ ăn cho buổi chiều. Món đậu hầm sốt cà chua này có vị ngon của đậu kết hợp với nước sốt chua ngọt hòa quyện hương vị, tạo cảm giác dễ ăn và không bị ngán. Tôi nghĩ bạn cũng sẽ rất thích khi ăn món này. Bánh rucker vị gao ăn khá giòn, có mùi thơm của sữa kết hợp với phần bơ bên trong rất béo, thơm mùi hạt đậu phộng cho cảm giác rất ngon khi ăn. Bánh phích ba này còn được gọi là bánh ngọt nhân trái sung. Bánh rất ngọt, lớp vỏ bên ngoài xốp rời, bên trong có vị đắng giống sô-cô-la nhưng ngọt hơn. Phần nhân bánh có những hạt nổ nhỏ, khi nhai cho cảm giác nổ tí tách trong miệng. Bánh này khá bổ dưỡng và rất tốt cho sức khỏe. Sau khi ăn phần buổi chiều xong, tôi nhận thấy rằng khẩu phần cứu trợ này vừa đủ năng lượng cho một ngày làm việc nhẹ. Về cảm nhận ăn ngon hay không sẽ phụ thuộc vào khẩu vị của từng người và còn tùy thuộc vào hoàn cảnh mà người đó ăn. Nếu trong một điều kiện khó khăn, thực phẩm khan hiếm ngắn hạn thì khẩu phần ăn cứu trợ này được xem như một món quà quý giá giúp nhiều người có được bữa ăn ngon miệng, đủ no và không lo bị đói nữa.